Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cách đấu hệ thống chống trộm tự động theo thời gian đã được cài đặt. Cái này nó chỉ gồm có là một cái đồng hồ 24 giờ, một cái con cảm biến hồng ngoại hoặc cảm biến chuyển động và một cái đèn bóng đèn LED. Đấy. Thì cách đấu vô cùng đơn giản luôn các bạn. Hiện tại mình có hai cách đấu nha. Hai cách đấu thì có hai công dụng khác nhau. Và đây là cách đấu đầu tiên đơn giản nhất. Đấy. Thì trước tiên là chúng ta đấu cấp nguồn này cho cái đồng hồ nhá. Power S1 S2 là cấp nguồn. Rồi. Còn này là load L1 L2 là load tức là ra. Thì chúng ta sẽ ra này. Còn ở trên cái con cảm biến hồng ngoại thì các bạn sẽ thấy nó đánh dấu cái phím cắm này. Tức là chúng ta sẽ đấu 2 giây của điều đồng hồ đi vào 2 giây của phím cắm này này của con cảm biến hồng ngoại đó, còn đây là 2 giây ra bóng đèn đó. Nó cách đấu rất đơn giản các bạn, thì bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem nhé. Ở đây á, mình cài đặt này, các bạn sẽ để ý là cái phần mà có vạch đen này, nó vạch đen là nó thể hiện là buổi tối, còn và trên này là thiền ban ngày nhé. Thì hiện tại mình sẽ cài đặt là từ 23 giờ đến 5 giờ sáng. Đó là nếu có kẻ trộm đột nhập, còi sẽ kêu, đèn nó sẽ sáng. Còn những giờ khác thì hệ thống nó không hoạt động. Đấy. Bây giờ mình test thử cho các bạn xem nhé. Đây là cách thứ nhất. Và cách thứ hai mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở clip sau. Cách thứ hai là mình sẽ đấu nó sáng đèn từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Đấy. Nhưng mà còi nó sẽ kêu là từ 23 giờ đến 5 giờ sáng. Trong khoảng thời gian 23 giờ tức giờ giới nghiêm rồi tới 5 giờ sáng thì giờ đó là giờ của kẻ trộm nó hoạt động. Thì lúc đó nó sẽ tự động chuyển qua chế độ là bật còi. Nó hay hơn cái mạch này cũng ứng dụng được, nhưng mà nó phù hợp ở một vị trí nào đó mà chúng ta ít qua lại. Đấy, bây giờ mình test thử các bạn xem luôn. Mình cắm nguồn 220 vào này. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là đồng hồ nó không có chạy đâu. Nó không có chạy. Mình đang để auto nhé. Các bạn đừng để off hoặc on gì hết. Các bạn phải để auto. Bây giờ mình sẽ vặn cái đồng hồ là tới 11 giờ đêm. Các bạn sẽ thấy tới 11 giờ đêm là nó sẽ bật đèn cho cái con này sáng nhé. Đây này. Chuẩn bị 23 giờ nhé. Cái điểm này là điểm tính thời gian nhé các bạn. Đây này. 10 giờ rưỡi này. Các bạn sẽ thấy nhé. 11 giờ này. Đó, đúng 11 giờ. Nó bật sáng rồi. Thì cái con này nó phải hoạt khởi động nguồn khoảng 1 phút gì đó hoặc 30 giây thì nó mới hoạt động nha. Thì lúc đó nếu chúng ta cua tay tức là phát hiện cái chuyển động hoặc nguồn hồng ngoại thì nó sẽ bật đèn và còi sẽ hú. Mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Ở đây nó có hai nút chỉnh, là nút chỉnh độ nhạy hồng ngoại, độ nhạy cảm biến và thời gian kêu. Thì các bạn sẽ tùy mức các bạn chỉnh nhé, độ nhạy thì tùy và cái thời gian bạn cũng bắn vặn theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ là lâu. Các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ để mọi người cùng nhau biết, để chống trộm, hạn chế cái thiệt hại về kinh tế và giúp tăng cường cái an ninh của xã hội, loại bỏ những thành phần bất hảo. Rồi các bạn mà thấy hay thì nhớ nhấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.